Linh cẩu, kẻ săn mồi lớn thứ hai ở châu Phi. Chúng chỉ xếp sau sư tử. Điều đó không có nghĩa chúng lép vế trước vua đồng cỏ. Khu vực đi săn của hai mảnh thú mạnh nhất này đang xen nhau, làm cho thảo nguyên rộng lớn trở nên chật chội và nghẹt thở. Nếu nắm đủ quân số, Linh cẩu có thể đánh bật sư tử. Hả? Chúng sẽ cướp mồi, thậm chí cướp cả lãnh thổ của sư tử. No. Với những kẻ lì lợm này, chúng đang có một kế hoạch táo bạo. Chúng sẽ tiến đến nơi của một cặp sư tử trong khu rừng. Chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đánh lần này. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, binh đoàn Linh cẩu đã đến nơi cần đến. Kẻ do thám thận trọng quan sát cánh rừng và mọi tin tức được thu thập nhanh nhất có thể. Cặp đôi sư tử đã nhận ra chuyện không lành. Chúng đã biết sự xâm nhập của bầy Linh cẩu. Với sức của hai thành viên, sư tử biết rõ đối đầu với một bầy Linh cẩu hiếu chiến là một vấn đề nan giải. Linh cảm đã mách bảo sư tử cái nên có biện pháp hợp lý nhất. Kẻ đầu đàn phát lệnh tấn công. Linh cẩu ao ạt lao vào trận chiến. Rút lui là cách làm khôn ngoan của cặp đôi sư tử. Sư tử cái buộc phải leo lên cây lánh nạn. Nó không thể đồng hành sát cánh cùng chồng mình đánh địch vì nó đang mang thai thế hệ sư tử tiếp theo. Không có gì phải xấu hổ bởi sư tử cái đang gánh một sứ mệnh cao cả. Giờ trọng trách nặng nề một mình sư tử đực trực chiến. Tiếng gầm vang vọng khu rừng thật dũng mãnh, nhưng nãy nhiều không thể làm cho kẻ xâm nhập sợ hãi. Sư tử đực lao vào kẻ thù, nhưng đó chỉ là sự hù dọa, không hiệu quả. Một thủ lĩnh khôn ngoan sẽ biết khi nào cần nhân nhượng. Cuộc chiến không bị đẩy đến sự khốc liệt và thương tích. Cặp đôi sư tử rời đi trong bất lực. Chính thức, lãnh thổ này thuộc về Linh cẩu bờm trường. Kẻ nào mạnh hơn, kẻ đó sẽ là vua.